Em nói thật với bác sĩ chứ, nhiều ông cũng đến ông ấy bảo với em là đấy, anh đây nhá, anh cho em cái này nhá, nhưng mà ở nhà vợ anh xin anh không cho đâu đấy. Nên là em biết là mấy chị cứ com cóp xong rồi là chả dám ăn, chả dám tiêu, chả dám chăm sóc cho bản thân đấy. Có xin cái gì các ông chả cho đâu, nhưng mà như bọn em có máy mồm cái cho ngay. Chỉ cần Nhưng xong mà anh ấy sao được bọn em có sướng bí thôi. quyết gì mà sao mấy bà vợ mà xin mỏi mồm không cho mà em lại máy Thì cái bí để kíp thì đấy, bây giờ bác nhìn thấy cái hậu quả của em rồi đấy. Bí kíp bây giờ để lại hậu quả như vậy thì em mới phải nhờ bác sĩ đây. có nghĩa là bí quyết là mình có khả năng là dùng những cái lời nói mà mình hiểu tâm lý của con trai đúng không? Còn Là đôi một khi phần thôi anh ạ, quan trọng nhất là họ phải sung sướng, họ đã yêu mình rồi mà họ vợ sinh hoạt với nhau mà họ cảm thấy được lên đỉnh, được thỏa mãn thì nói chung là mình muốn gì cũng được. Đến cái lúc đấy rồi như kiểu là đầu óc cũng mụ mị rồi chứ, nói gì cũng nghe thôi chứ. anh thấy trên mạng mấy bạn Gen Z các bạn hay nói là đàn ông con trai cứ được thỏa mãn cái đầu dưới ấy, tự nhiên cái đầu trên nó bị đê mê, nó ú ớ rồi đúng không? Nói chung là em thấy là cứ sung sướng hay là nhiều khi nói thật là các chị cũng cứ ngại tư thế này tư thế kia, nhưng mà đấy các anh cũng chia sẻ với bọn em thôi, mình muốn được như thế này, bọn anh cũng muốn được như thế kia. Đàn ông cũng muốn được thỏa mãn, được yêu thương mà anh. Bây giờ mình chỉ cần làm thỏa mãn cho họ thôi là mình muốn gì cũng được. Có nghĩa ở nhà thì các anh cũng hiểu, anh cũng có gia đình anh. Em còn được tặng một cái nhẫn kim cương luôn nhá. Ngày mùng 8 tháng 3 vừa rồi ấy. Mà anh em nói thật với bác sĩ chứ, nhiều hôm đang em với cả anh ấy đang nằm mà vợ anh gọi điện á, bảo là đưa con đi chỗ này chỗ kia hay là rủ đi chơi hay là xin này xin kia, quá xơi xơi luôn. Anh bận họp rồi thì anh vẫn đi công tác đấy. Thế nhưng mà với em thì nhẹ nhàng yêu thương, nói chung là 11 12 giờ đêm em gọi điện vẫn lên đường. Lại phải đối tác gọi đây đúng không? Đúng rồi, Cái đối từ, tác. anh thấy cái từ đối tác nó cũng nhiều nghĩa nhỉ? Có khi đang đang ngủ với bọn em, xong vợ gọi thì bảo là đang làm việc với đối tác, Đang gọi gì mà họp, gọi đang lắm họp, đấy. đang họp, đang họp. Đang họp, gọi gì gọi lắm thì tôi đang đi làm bao nhiêu việc thì gọi gì mà cản trở công việc. Thực ra là các chị ấy không nắm được cái gọi là cái nhu cầu, cái mong muốn. Thật ra là như thế này anh ạ, em cũng khi mà các anh ấy tâm sự ấy cũng rất là tội. Anh cũng bảo là anh đi làm rất là căng thẳng kiếm tiền về như vậy ấy. Thì xong rồi là cũng chia sẻ với vợ là cũng kiểu như là những lần đầu cũng muốn được như thế này thế kia, là vợ chồng sinh hoạt là cũng chia sẻ, nhưng mà vợ thứ nhất là lảng tránh, cái thứ hai là ôi dồi ôi anh ơi, các ông ấy bảo là cứ bạch 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 ấy. Quan hệ nó bạch 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 à? Đúng Ừ, đúng nhiều rồi lắm. anh ạ, cứ bạch 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 Phụ bạch nữ ấy. sau sinh thì ai chả bị thế. Xong ông bảo là nhiều hôm á đang chuẩn bị sướng lại thấy phẹt 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 phẹt, nói chung Ấy nhỉ, là xấu mất hổ nhỉ, thốn nhỉ. mất hứng đấy. Thế mà mọi người bị như vậy rồi mà mọi người cũng chả biết phải phải tìm đến rồi Chứ phải không biết gặp làm ở ai. đâu ấy. Không biết là bọn anh là chuyên làm cái dịch vụ đấy. Em thì em cũng không biết đâu, nhưng mà nếu mà tại vì em thấy em gặp tình trạng cái là em phải tìm hiểu ngay. Thế nhưng mà như các chị thì đấy cũng gặp như vậy mà cũng chả biết, chồng mình họ còn chê như vậy thì họ không cảm thấy thỏa mãn, họ không cảm thấy sung sướng thì làm sao mà họ yêu thương mình, họ cho mình được cái này cái kia, đúng không anh? Không, nhưng mà anh hỏi thật em nhé. Thôi tranh thủ hôm nay thì em gieo duyên cho các bà vợ một tí đi. Em có thể là chia sẻ một cái góc nhìn của mình khi mình có nhiều trải nghiệm, mình nghe các anh tâm sự ấy. Đôi khi các ông chồng ấy không dám tâm sự thật với vợ, nhưng khi ở bên bọn em ấy, đôi khi người ta cũng sống thật với con người của mình, thì người ta chia sẻ những cái nỗi niềm với vợ của mình ấy. Thì em có thể chia sẻ giúp cho anh một vài những cái kinh nghiệm nào đó để cho vợ chồng người ta hạnh phúc hơn. Còn đương nhiên là thỉnh thoảng người ta đổi gió một tí gặp bọn em thì cũng tùy duyên, nhưng mà em có thể chia sẻ giúp cho anh một cái kinh nghiệm, một cái lời khuyên nào cho các bà vợ, giúp như các chị tỉnh táo hơn này, thông minh hơn trong cách ứng xử với chồng này, để làm sao mà gia đình người ta thuận hòa hạnh phúc hơn. Thực ra ấy, thì bọn em cũng có phải là đi tranh giành gì đâu, anh cũng chỉ là kiểu như là nhu cầu rồi giải quyết cho nhau, thì anh cảm thấy yêu thương thì tặng này tặng kia các thứ thôi, rồi thì nó cũng bình thường mà anh, chứ có phải là bọn em đến tranh giành rồi thì đòi phải có vị trí này vị trí kia đâu. Mấy cả hai nữa là thực ra đàn ông họ rất là đáng thương anh ạ.
Cũng đáng thương đúng không? Rất là đáng thương, không biết là như thế nào, nhưng mà em thấy nhá, khi mà những cái người mà người ta đã có địa vị rồi, người ta đã trải qua một cái quá trình mà làm ăn vất vả rồi ấy, áp lực cuộc sống đấy, xong rồi về nhà rồi thì nhiều bà vợ thì cứ lải nhải, rồi thì nhiều khi chồng đòi sinh hoạt lại né tránh. Thế người ta cũng muốn được yêu thương, người ta cũng muốn được chiều chuộng, người ta cũng muốn, bây giờ anh bảo là điện thoại rồi thì internet thời buổi 5.0, cái gì cũng nổi lên mạng rồi, thì cái việc chăn gối giờ cũng trên đấy cũng là bình thường, chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm, ông họ cũng nhìn lên đấy cũng phải là cái ông này ông được thế này, ông này ông thế kia. Thế bây giờ nguyên như cái việc là vợ chồng sinh hoạt có hàng bao nhiêu là cái tư thế, nhưng bà vợ thì chỉ mỗi tư thế truyền thống thôi, không chịu thay đổi, kiểu nằm ở trên đấy đúng không, đấy xong rồi xong chưa để mặc quần ấy, đấy xong rồi chả gì cả, xong rồi là xong cái gì là chả yêu thương, chả chiều chuộng, chả vuốt ve. Thế xong rồi đôi khi là đàn ông họ cũng chỉ cần những cái đấy thôi mà anh. Em nói thật với bác sĩ chứ nhiều ông cũng đến, ông ấy bảo với em là đấy, anh đây nhá, anh cho em cái này nhá, nhưng mà ở nhà vợ anh xin anh không cho đâu đấy, nên là em biết là mấy chị cứ com cóp xong rồi là chả dám ăn, chả dám tiêu, chả dám chăm sóc cho bản thân đấy, có xin cái gì các ông chả cho đâu, nhưng mà như bọn em có máy mồm cái cho ngay, chỉ cần nhưng mà anh sao bọn em có bí quyết gì mà sao mấy bà vợ mà xin mỏi mồm không cho mà em máy cái bí kíp thì đấy, bây giờ bác nhìn thấy cái hậu quả của em rồi đấy, bí kíp bây giờ để lại hậu quả như vậy thì em mới phải nhờ bác sĩ đây. Có nghĩa là bí quyết là mình có khả năng là dùng những cái lời nói mà mình hiểu tâm lý của con trai đúng không? Còn là một khi... phần thôi anh ạ, quan trọng nhất là họ phải sung sướng, họ đã yêu mình rồi mà họ vợ sinh hoạt với nhau mà họ cảm thấy được lên đỉnh, được thỏa mãn thì nói chung là mình muốn gì cũng được. Đến cái lúc đấy rồi như kiểu là đầu óc mụ mị rồi chứ nói gì cũng nghe thôi chứ. Anh thấy trên mạng mấy bạn Gen Z các bạn hay nói là đàn ông con trai cứ được thỏa mãn cái đầu dưới ấy, tự nhiên cái đầu trên nó bị đê mê, nó ú ớ rồi, đúng không? Nói chung là em thấy là cứ sung sướng, hay là nhiều khi nói thật là các chị cũng cứ ngại tư thế này tư thế kia, nhưng mà đấy anh cũng, các anh cũng chia sẻ với bọn em thôi, muốn được như thế này, bọn anh cũng muốn được như thế kia, đàn ông cũng muốn được thỏa mãn, được yêu thương mà anh. Bây giờ mình chỉ cần làm thỏa mãn cho họ thôi là mình muốn gì cũng được. Có nghĩa ở nhà thì các anh cũng hiểu, anh cũng có gia đình, anh em còn được tặng một cái nhẫn kim cương luôn nhá, ngày 8/3 vừa rồi ấy, mà anh em nói thật với bác sĩ chứ nhiều hôm đang em với cả anh ấy đang nằm mà vợ anh gọi điện á, bảo là đưa con đi chỗ này chỗ kia, hay là rủ đi chơi, hay là xin này xin kia, quá sơi sơi luôn, anh bận họp rồi thì anh vẫn đi công tác đấy. Thế nhưng mà với em thì nhẹ nhàng yêu thương, nói chung là 11-12 giờ đêm em gọi điện vẫn lên đường. Lại phải đối tác gọi đây đúng không? Đúng rồi, đối tác. Anh thấy cái từ đối tác nó cũng nhiều nghĩa nhỉ. Có khi đang ngủ với bọn em, xong vợ gọi thì bảo là đang làm việc với đối tác, gọi gì mà gọi lắm đấy, đang họp gọi gì gọi lắm đấy, tôi đang đi làm bao nhiêu việc thì gọi gì cản trở công việc. Thực ra là các chị ấy không nắm được cái gọi là cái nhu cầu, cái mong muốn. Thật ra là như thế này anh ạ, em cũng khi mà các anh ấy tâm sự ấy cũng rất là tội, anh cũng bảo là anh đi làm rất là căng thẳng kiếm tiền về như vậy ấy. Thì xong rồi là cũng chia sẻ với vợ là cũng kiểu như là những lần đầu cũng muốn được như thế này thế kia, là vợ chồng sinh hoạt là cũng chia sẻ, nhưng mà vợ thứ nhất là lảng tránh, cái thứ hai là ôi dồi ôi anh ơi, các ông ấy bảo là cứ bạch bạch ấy, quan hệ nó bạch bạch à? Đúng rồi, nhiều lắm anh ạ, cứ bạch bạch phụ nữ sau sinh thì ai chả bị thế. Xong ông bảo là nhiều hôm á đang chuẩn bị sướng lại đấy, phẹt ấy nhỉ, xấu hổ nhỉ, thốn nhỉ, mất hứng đấy. Thế mà mọi người bị như vậy rồi mà mọi người cũng chả biết phải tìm đến rồi, chứ không biết làm ở đâu ấy, không biết là bọn anh là chuyên làm cái dịch vụ đấy. Em thì em cũng không biết đâu, nhưng mà nếu mà tại vì em thấy em gặp tình trạng cái là em phải tìm hiểu ngay. Thế nhưng mà như các chị thì đấy cũng gặp như vậy mà cũng chả biết, chồng mình họ còn chê như vậy thì họ không cảm thấy thỏa mãn, họ không cảm thấy sung sướng thì làm sao mà họ yêu thương mình, họ cho mình được cái này cái kia, đúng không anh? Không, nhưng mà anh hỏi thật em nhé, thôi tranh thủ hôm nay thì em gieo duyên cho các bà vợ một tí đi,
em có thể là chia sẻ một cái góc nhìn của mình khi mình có nhiều trải nghiệm, mình nghe các anh tâm sự ấy. Đôi khi các ông chồng ấy không dám tâm sự thật với vợ, nhưng khi ở bên bọn em ấy, đôi khi người ta sống thật với con người của mình, thì người ta chia sẻ những cái nỗi niềm với vợ của mình ấy. Thì em có thể chia sẻ giúp cho anh một vài những cái kinh nghiệm nào đó để cho vợ chồng người ta hạnh phúc hơn. Còn đương nhiên là thỉnh thoảng người ta đổi gió một tí gặp bọn em thì cũng tùy duyên, nhưng mà em có thể chia sẻ giúp cho anh một cái kinh nghiệm, một cái lời khuyên nào cho các bà vợ, giúp như các chị tỉnh táo hơn này, thông minh hơn trong cách ứng xử với chồng này, để làm sao mà gia đình người ta thuận hòa hạnh phúc hơn. Thực ra ấy, thì bọn em cũng có phải là đi tranh giành gì đâu, anh cũng chỉ là kiểu như là nhu cầu rồi giải quyết cho nhau, thì anh cảm thấy yêu thương thì tặng này tặng kia các thứ thôi, rồi thì nó cũng bình thường mà anh, chứ có phải là bọn em đến tranh giành rồi thì đòi phải có vị trí này vị trí kia đâu. Mấy cả hai nữa là thực ra đàn ông họ rất là đáng thương anh ạ. Cũng đáng thương đúng không? Rất là đáng thương, không biết là như thế nào, nhưng mà em thấy nhá, khi mà những cái người mà người ta đã có địa vị rồi, người ta đã trải qua một cái quá trình mà làm ăn vất vả rồi ấy, áp lực cuộc sống đấy, xong rồi về nhà rồi thì nhiều bà vợ thì cứ lải nhải, rồi thì nhiều khi chồng đòi sinh hoạt lại né tránh. Thế người ta cũng muốn được yêu thương, người ta cũng muốn được chiều chuộng, người ta cũng muốn, bây giờ anh bảo là điện thoại rồi thì internet thời buổi 5.0, cái gì cũng nổi lên mạng rồi, thì cái việc chăn gối giờ cũng trên đấy cũng là bình thường, chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm, ông họ cũng nhìn lên đấy, cũng phải là cái ông này ông được thế này, ông này ông thế kia. Thế bây giờ nguyên như cái việc là vợ chồng sinh hoạt có hàng bao nhiêu là cái tư thế, nhưng bà vợ thì chỉ mỗi tư thế truyền thống thôi, không chịu thay đổi, kiểu nằm ở trên đấy đúng không, đấy xong rồi xong chưa để mặc quần ấy, đấy xong rồi chả gì cả, xong rồi là xong cái gì là chả yêu thương, chả chiều chuộng, chả vuốt ve. Thế xong rồi đôi khi là đàn ông họ cũng chỉ cần những cái đấy thôi mà anh. Em nói thật với bác sĩ chứ nhiều ông cũng đến, ông ấy bảo với em là đấy, anh đây nhá, anh cho em cái này nhá, nhưng mà ở nhà vợ anh xin anh không cho đâu đấy. Nên là em biết là mấy chị cứ com cóp xong rồi là chả dám ăn, chả dám tiêu, chả dám chăm sóc cho bản thân đấy. Có xin cái gì các ông chả cho đâu, nhưng mà như bọn em có máy mồm cái cho ngay. Chỉ cần nhưng mà anh sao bọn em có bí quyết gì mà sao mấy bà vợ mà xin mỏi mồm không cho mà em máy cái bí kíp thì đấy, bây giờ bác nhìn thấy cái hậu quả của em rồi đấy. Bí kíp bây giờ để lại hậu quả như vậy thì em mới phải nhờ bác sĩ đây. Có nghĩa là bí quyết là mình có khả năng là dùng những cái lời nói mà mình hiểu tâm lý của con trai đúng không? Còn là một khi... phần thôi anh ạ, quan trọng nhất là họ phải sung sướng, họ đã yêu mình rồi mà họ vợ sinh hoạt với nhau mà họ cảm thấy được lên đỉnh, được thỏa mãn thì nói chung là mình muốn gì cũng được. Đến cái lúc đấy rồi như kiểu là đầu óc mụ mị rồi chứ nói gì cũng nghe thôi chứ. Anh thấy trên mạng mấy bạn Gen Z các bạn hay nói là đàn ông con trai cứ được thỏa mãn cái đầu dưới ấy, tự nhiên cái đầu trên nó bị đê mê, nó ú ớ rồi, đúng không? Nói chung là em thấy là cứ sung sướng, hay là nhiều khi nói thật là các chị cũng cứ ngại tư thế này tư thế kia, nhưng mà đấy các anh cũng chia sẻ với bọn em, người muốn được như thế này, bọn anh cũng muốn được như thế kia, đàn ông cũng muốn được thỏa mãn, được yêu thương mà anh. Bây giờ mình chỉ cần làm thỏa mãn cho họ thôi là mình muốn gì cũng được. Có nghĩa ở nhà thì các anh cũng hiểu, anh cũng có gia đình, anh em còn được tặng một cái nhẫn kim cương luôn nhá, ngày 8/3 vừa rồi ấy, mà anh em nói thật với bác sĩ chứ nhiều hôm đang em với cả anh ấy đang nằm mà vợ anh gọi điện á, bảo là đưa con đi chỗ này chỗ kia, hay là rủ đi chơi, hay là xin này xin kia, quá sơi sơi luôn, anh bận họp rồi thì anh vẫn đi công tác đấy. Thế nhưng mà với em thì nhẹ nhàng yêu thương, nói chung là 11-12 giờ đêm em gọi điện vẫn lên đường. Lại phải đối tác gọi đây đúng không? Đúng rồi, đối tác. Anh thấy cái từ đối tác nó cũng nhiều nghĩa nhỉ. Có khi đang ngủ với bọn em, xong vợ gọi thì bảo là đang làm việc với đối tác, gọi gì mà gọi lắm đấy, đang họp gọi gì gọi lắm đấy, tôi đang đi làm bao nhiêu việc thì gọi gì cản trở công việc. Thực ra là các chị ấy không nắm được cái gọi là cái nhu cầu, cái mong muốn. Thật ra là như thế này anh ạ, em cũng khi mà các anh ấy tâm sự ấy cũng rất là tội, anh cũng bảo là anh đi làm rất là căng thẳng kiếm tiền về như vậy ấy,
Thì xong rồi là cũng chia sẻ với vợ là cũng kiểu như là những lần đầu cũng muốn được như thế này thế kia, là vợ chồng sinh hoạt là cũng chia sẻ. Nhưng mà vợ thứ nhất là lảng tránh, cái thứ hai là ui dồi ôi anh ơi, các ông ấy bảo là cứ bạch bạch ấy, quan hệ nó bạch bạch à? Đúng rồi, nhiều lắm anh ạ, cứ bạch bạch phụ nữ sau sinh thì ai chả bị thế. Xong ông bảo là nhiều hôm á đang chuẩn bị sướng lại đấy, phẹt ấy nhỉ, xấu hổ nhỉ, thốn nhỉ, mất hứng đấy. Thế mà mọi người bị như vậy rồi mà mọi người cũng chả biết phải tìm đến rồi, chứ không biết làm ở đâu ấy, không biết là bọn anh là chuyên làm cái dịch vụ đấy. Em thì em cũng không biết đâu, nhưng mà nếu mà tại vì em thấy em gặp tình trạng cái là em phải tìm hiểu ngay. Thế nhưng mà như các chị thì đấy cũng gặp như vậy mà cũng chả biết, chồng mình họ còn chê như vậy thì họ không cảm thấy thỏa mãn, họ không cảm thấy sung sướng thì làm sao mà họ yêu thương mình, họ cho mình được cái này cái kia, đúng không anh? Không, nhưng mà anh hỏi thật em nhé, thôi tranh thủ hôm nay thì em gieo duyên cho các bà vợ một tí đi, em có thể là chia sẻ một cái góc nhìn của mình khi mình có nhiều trải nghiệm, mình nghe các anh tâm sự ấy. Đôi khi các ông chồng ấy không dám tâm sự thật với vợ, nhưng khi ở bên bọn em ấy, đôi khi người ta sống thật với con người của mình thì người ta chia sẻ những cái nỗi niềm với vợ của mình ấy, thì em có thể chia sẻ giúp cho anh một vài những cái kinh nghiệm nào đó để cho vợ chồng người ta hạnh phúc hơn. Còn đương nhiên là thỉnh thoảng người ta đổi gió một tí gặp bọn em thì cũng tùy duyên, nhưng mà em có thể chia sẻ giúp cho anh một cái kinh nghiệm, một cái lời khuyên nào cho các bà vợ, giúp như các chị tỉnh táo hơn này, thông minh hơn trong cách ứng xử với chồng này, để làm sao mà gia đình người ta thuận hòa hạnh phúc hơn. Thực ra ấy, thì bọn em cũng có phải là đi tranh giành gì đâu anh, cũng chỉ là kiểu như là nhu cầu rồi giải quyết cho nhau, thì anh cảm thấy yêu thương thì tặng này tặng kia các thứ thôi, rồi thì nó cũng bình thường mà anh, chứ có phải là bọn em đến tranh giành rồi thì đòi phải có vị trí này vị trí kia đâu. Mấy cả hai nữa là thực ra đàn ông họ rất là đáng thương anh ạ. Cũng đáng thương đúng không? Rất là đáng thương, không biết là như thế nào, nhưng mà em thấy nhá, khi mà những cái người mà người ta đã có địa vị rồi, người ta đã trải qua một cái quá trình mà làm ăn vất vả rồi ấy, áp lực cuộc sống đấy, xong rồi về nhà rồi thì nhiều bà vợ thì cứ lải nhải, rồi thì nhiều khi chồng đòi sinh hoạt lại né tránh. Thế người ta cũng muốn được yêu thương, người ta cũng muốn được chiều chuộng, người ta cũng muốn, bây giờ anh bảo là điện thoại rồi thì internet thời buổi 5.0, cái gì cũng nổi lên mạng rồi, thì cái việc chăn gối giờ cũng trên đấy cũng là bình thường, chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm, ông họ cũng nhìn lên đấy, cũng phải là cái ông này ông được thế này, ông này ông thế kia. Thế bây giờ nguyên như cái việc là vợ chồng sinh hoạt có hàng bao nhiêu là cái tư thế, nhưng bà vợ thì chỉ mỗi tư thế truyền thống thôi, không chịu thay đổi, kiểu nằm ở trên đấy đúng không, đấy xong rồi xong chưa để mặc quần ấy, đấy xong rồi chả gì cả, xong rồi là xong cái gì là chả yêu thương, chả chiều chuộng, chả vuốt ve. Thế xong thì đôi khi là đàn ông họ cũng chỉ cần những